Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, gần đây trên diễn đàn mạng Weibo của Trung Quốc diễn ra một cuộc tranh luận về lý do tại sao Nhật Bản và Thái Lan là hai nước châu Á không bị làm thuộc địa cho các nước phương Tây. Đa số thành viên giải thích lý do bởi vì Thái Lan và Nhật Bản chọn giải pháp là mở cửa cho người phương Tây vào để truyền bá và Nhật Bản và Thái Lan đã không bị làm thuộc địa. Sau đây, kênh Việt Nam TV xin kính mời quý vị và các bạn cùng thảo luận về chủ đề này. Trong lịch sử lập quốc của mình, Thái Lan từng là một nước lớn theo chủ nghĩa Đại Thái, lấn át các quốc gia láng giềng khi có thể. Nhưng tới giữa thế kỷ thứ 19, Thái Lan đứng trước hiểm họa xâm lăng của các nước thực dân châu Âu. Về phía Tây, đế quốc Anh đã chiếm Miến Điện, tức là Myanmar ngày nay, trong khi phía Đông, Pháp đã chiếm ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thái Lan vô tình trở thành một vùng đệm địa lý giữa hai thế lực đứng đầu thế giới khi đó, Vương quốc Anh và Pháp. Vì không muốn nổ ra xung đột với đối thủ, Anh và Pháp quyết định trung lập hóa Thái Lan. Cả hai sẽ tự kiềm chế, không tiến quân xâm chiếm nước này. Chính nhờ sự may mắn đó, cũng như biết lợi dụng mâu thuẫn giữa các cường quốc để họ tự kiềm chế với nhau. Nhờ vậy, Thái Lan đã tránh được các cuộc xâm lược và được hưởng thời gian độc lập, hòa bình tương đối lâu dài trong thời kỳ đế quốc thực dân xâm chiếm thuộc địa và trong cuộc thế chiến lần thứ hai. Thái Lan đã ký hiệp ước hữu nghị và thương mại với nước Anh năm 1826 và với Mỹ năm 1833. Hiệp ước trao đổi biên giới với các tỉnh phía Bắc Malaysia hiện tại năm 1909. Nhờ đó, thoát khỏi ách thuộc địa của các nước đế quốc lúc bấy giờ đang tranh giành nhau vùng Đông Nam Á. Thái Lan cũng đã ký hiệp định phân định biên giới sông Mekong với Pháp và tránh né cuộc xung đột với thực dân Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19. Tuy giữ được vị thế độc lập, nhưng Thái Lan cũng phải nhân nhượng nhiều quyền lợi và phải cắt lãnh thổ cho nước Anh và nước Pháp. Năm 1893, Thái Lan phải ký hiệp ước trao một số vùng đất phía đông cho Campuchia thuộc quyền cai trị của nước Pháp. Năm 1904 và 1907 phải tiếp tục cắt đất, tổng cộng là hơn 2 vạn km vuông cho Pháp. Năm 1909 phải cắt vùng đất trên 4 vạn km vuông tại bán đảo Malacca cho nước Anh. Còn trong Thế chiến thứ hai, Thái Lan là đồng minh lỏng lẻo của Nhật Bản, cho Nhật Bản đi qua đất Thái tiến đánh Malaysia và Myanmar. Lợi dụng thế suy yếu của nước Pháp bị Đức Quốc xã xâm chiếm, sức mạnh hải quân khá hiện đại của Thái Lan đã gây chiến với Pháp để tranh giành lãnh thổ Đông Dương. Sau khi bị hải quân Pháp bất ngờ tiến công, đánh bại, cùng với sự suy yếu của quân đội phát xít Nhật vào cuối thế chiến, một nhóm quân đội Thái Lan đã làm đảo chính vào ngày 1 tháng 8 năm 1944, lật đổ chính phủ thân Nhật và ngay lập tức chuyển nước Thái từ một đồng minh lỏng lẻo của Nhật Bản trong một đêm trở thành đồng minh của Mỹ và tiếp tục giữ được độc lập và hòa bình. Sau hai cuộc thế chiến, Thái Lan bị đối xử như một quốc gia đối địch bởi Anh và Pháp, mặc dù Mỹ đã can thiệp để làm giảm nhẹ các điều khoản trừng phạt Thái Lan. Thái Lan không bị lực lượng đồng minh chiếm đóng, nhưng phải trả lại các lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trong một thời gian chiến tranh cho Anh và Pháp. Thời kỳ hậu chiến cũng là thời kỳ Thái Lan thắt chặt quan hệ mạnh mẽ với Hoa Kỳ, như để bảo trợ cho Hoàng gia Thái Lan khỏi nguy cơ chủ nghĩa cộng sản lan truyền từ các quốc gia liên bang. Lực lượng du kích ủng hộ chủ nghĩa cộng sản tại Thái Lan hoạt động tích cực trong khoảng thập niên 1960 cho đến năm 1987, nhưng chưa bao giờ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho chính quyền. Tại thời kỳ đỉnh điểm, họ đã có đến 12.000 du kích quân trong hàng ngũ. Kể từ sau năm 1979, khi quân Khmer Đỏ bị Việt Nam đánh bại tại Campuchia, Thái Lan đã chấp nhận cho quân Khmer Đỏ lập căn cứ tại nhiều khu vực trong lãnh thổ của mình như một biện pháp để làm suy yếu Việt Nam. Việc này dẫn đến một số cuộc giao chiến tại khu vực biên giới giữa quân đội Thái Lan và Việt Nam, cho tới khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia vào năm 1989. Gần đây, Thái Lan trở thành một thành viên tích cực trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là sau khi chế độ dân chủ được tái lập sau năm 1992. Tuy nhiên, đã có một số cuộc đụng độ quân sự giữa Thái Lan và Campuchia trong giai đoạn 2010-2012, khi cả hai nước tranh chấp chủ quyền tại vùng xung quanh đền Prea Vihear, ngôi đền được Tòa án Quốc tế vì Công lý
vào năm 1962 tuyên bố là ngôi đền thuộc về phía Campuchia. Chính sách ngoại giao của Thái là ngoại giao cây sậy, tức là gió thổi về phía nào thì ngả về phía đấy, sẵn sàng cúi đầu thần phục trước kẻ khác để tránh đụng độ hoặc đem lợi về cho mình. Còn sau đây chúng ta sẽ nói nhiều hơn về Nhật Bản. Kính thưa quý vị, quan hệ Đông Tây thời cận đại rất phức tạp. Đối với Nhật Bản là hai thời kỳ Tokugawa 1603-1868 và thời Minh Trị 1868-1912. Đối với Thái Lan ngày nay hay là Siam ngày trước là từ 1851 đến năm 1910, giai đoạn nắm quyền của dòng họ Rama. Ban đầu chính quyền Tokugawa đã cho phép Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đến buôn bán và truyền đạo. Và sau khi nhận ra ý đồ can thiệp vào nội bộ Nhật Bản của các quốc gia phương Tây này, chính quyền của Tokugawa đã thực hành chính sách bế quan tòa cảng, nhưng vẫn mở một cửa biển tại vịnh Nagasaki cho Hà Lan đến buôn bán. Trong quan điểm của Nhật Bản, Hà Lan là tư bản thương nghiệp chứ không phải là tư bản công nghiệp, cho nên không đủ tiềm lực can thiệp vào Nhật Bản. Nhật Bản thông qua Hà Lan để tiếp thu kỹ thuật phương Tây, tạo ra tư tưởng Hà Lan học, sau này được giai cấp tư sản Nhật Bản sử dụng làm ngọn cờ tư tưởng cho một cuộc cách mạng dân chủ tư sản xảy ra vào năm 1868. Sau sự kiện tàu chiến Mỹ đến buộc Nhật Bản mở cửa năm 1842, chính quyền Tokugawa đã ký với nhiều nước tư bản phương Tây các hiệp ước bất bình đẳng. Đó là Hiệp ước Hòa thân Nhật-Mỹ, Hiệp ước Anh-Nhật, Hiệp ước Nga-Nhật, Hiệp ước Hà Lan-Nhật-Bản 1854, Hiệp ước Nhật-Mỹ và các hiệp ước sửa đổi giữa Nhật Bản với các nước tư bản khác năm 1858. Nước Nhật có điểm khác trong về cơ cấu chính trị, xã hội và kinh tế so với các nước phương Đông khác. Đó là sự kết hợp tính chất tập quyền phương Đông với tính chất phân quyền phương Tây. Cho nên, chúng ta nên nhớ trong quan hệ với phương Tây, Nhật Bản cũng thực hiện chính sách đóng cửa. Nhưng khác với các nước khác, Nhật Bản đóng cửa để phát triển tiềm lực quốc gia. Đó là trong thời kỳ Tokugawa. Do đó, trong thời kỳ đóng cửa, sự tự thân vận động của nội tại kinh tế Nhật Bản đã tạo ra được những sự biến chuyển về kinh tế và xã hội. Do vậy, từ tầng lớp thị dân thời Tokugawa, giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa ra đời và đủ sức tiến hành công cuộc minh trị duy tần đất nước, thành công theo một hướng cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Đứng trước các nước phương Tây đã đi trước về sự tiến bộ xã hội, chính quyền phong kiến Nhật Bản cũng ý thức được rằng muốn bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc thì phải cải cách. Không cải cách thì tất yếu sẽ bị diệt vong. Bởi vậy, sau khi cuộc lật đổ được nhà Tokugawa thì diễn ra minh trị duy tần, xảy ra vào năm 1868. Lĩnh vực giáo dục được ưu tiên hàng đầu trong cải cách. Các môn học chuyển chủ yếu từ học thuộc kinh sử sang khoa học, kỹ nghệ và thương mại. Mô hình đại học được áp dụng theo hình mẫu phương Tây và tư nhân được phép mở trường. Chất lượng dạy học cũng như chương trình chịu ảnh hưởng của phương Tây rất nhiều mặt. Điển hình như việc soạn sách với 80% sách vở và tài liệu chuyên ngành được biên soạn theo mẫu của phương Tây. Trong thời gian đầu cải cách giáo dục, ước tính có tới 500 giảng viên nước ngoài giảng dạy tại 15 trường đại học đầu tiên của Nhật Bản. Các giảng viên này được trả lương rất cao, lên tới 300 yên một tháng so với lương công chức Nhật thời bấy giờ là 30 yên trên một tháng, tức là trả lương gấp 10 lần. Hỗ trợ tốt về ăn ở, đi lại nhằm mục đích để họ cống hiến một cách hết mình. Giảng viên Nhật Bản có thể học hỏi phương pháp của các giáo sư nước ngoài này và những học sinh giỏi được cử sang du học ở nước ngoài. Trong bài Thoát Á Luận đăng ngày 16 tháng 3 năm 1885 trên tờ báo Simpo, còn gọi là Thời sự Tân Báo, Fujigawa Zukichi, sinh năm 1835, mất năm 1901, được xem là người có công mở đầu phong trào canh tân trên nước Nhật, đã kêu gọi đất nước tách ra khỏi hàng ngũ các nước châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ của các nước văn minh phương Tây. Fujigawa Zukichi cũng ủng hộ việc bành trướng lãnh thổ của Nhật theo học thuyết xã hội kiểu Darwin. Ông cho rằng chỉ những quốc gia mạnh nhất mới có thể sinh tồn thông qua một quá trình chọn lọc, nghĩa là Nhật Bản phải đi xâm chiếm nước khác, nếu không thì chính nước Nhật sẽ bị thôn tính. Bên cạnh đó, Fukuzawa hy vọng một màn trình diễn về sức mạnh quân sự của Nhật sẽ làm chấn động dư luận ở phương Tây
và giúp cho Nhật Bản tránh khỏi số phận bị xâu xé như tại Trung Quốc thời bấy giờ. Với hy vọng về một Nhật Bản mạnh mẽ, Fukuzawa đã xem các quốc gia châu Á vừa là mối đe dọa, vừa là một cơ hội để Nhật thể hiện sức mạnh quân sự và chiếm làm thuộc địa. Về quân sự Nhật Bản lúc bấy này được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. Lục quân theo mô hình của người Đức, hải quân áp dụng mô hình của Anh, các công xưởng và nhà máy vũ khí theo mô hình công binh Pháp, hệ thống hậu cần học hỏi rất nhiều từ nước Mỹ. Quân đội Nhật Bản áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh và tăng cường mua, sản xuất vũ khí, đạn dược. Kèm theo đó là mời các giảng viên quân sự nước ngoài về để giảng dạy và đưa các sinh viên sĩ quan đến một số nước như Anh và Pháp để học tập. Sau đó, với nội lực mạnh, Nhật Bản gây chiến với Trung Quốc vào năm 1894, gây chiến với Nga 1904 và liên minh với Anh năm 1902 nên đã xé bỏ các hiệp ước bất bình đẳng. Thậm chí Nhật Bản đã nối gót các nước phương Tây tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược với tham vọng phân chia lại thế giới. Đỉnh cao tham vọng của nước Nhật là trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra năm 1939 đến năm 1945, khi quân đội nước này đã tấn công quân Mỹ tại Trân Châu Cảng vào năm 1941 và xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc cùng với các quốc gia Đông Nam Á. Chúng ta quay trở lại về Thái Lan. Ngoài Nhật Bản, nước Xiêm hay Thái Lan bây giờ cũng giữ được lập trước phương Tây. Xiêm cũng phải ký những hiệp ước bất bình đẳng với Hà Lan, Mỹ, Anh và Pháp như đã nói ở trên. Cho nói nổi bật là việc Xiêm nhường ảnh hưởng của mình tại Lào, Campuchia cho Pháp, Đông Bắc Malaysia cho người Anh. Cải cách trở thành biện pháp duy nhất nhằm tăng cường nỗ lực chống lại phương Tây của Xiêm. Đất nước này cũng đã thi hành chính sách mở cửa rộng rãi, nhờ đó cơ cấu kinh tế chính trị xã hội tại Xiêm đã có một sự thay đổi, đưa đến sự ra đời của giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa. Đây chính là một lực lượng xã hội hậu tuẫn cho cuộc cải cách của vua Chulalongkorn 1853-1910, từ năm 1868 đến năm 1910. Trong 42 năm, vua Chulalongkorn luôn nỗ lực hiện đại hóa vương quốc, bãi bỏ chế độ nô lệ. Vua Chulalongkorn là vua Xiêm đầu tiên đưa hoàng tử sang châu Âu du học. Ông công du châu Âu hai lần, giới thiệu với các nhà cầm quyền châu Âu rằng Xiêm là một quốc gia hiện đại. Từ chỗ lợi dụng lợi thế nhiều nước đến hai nước Anh và Pháp đã cho phép Xiêm cân bằng được thế lực của các nước phương Tây trên lãnh thổ của nước mình. Bên cạnh đó, vị trí ở khu đệm nằm giữa các vùng tranh chấp của Anh và Pháp, như đã nói ở trên, càng tạo điều kiện thuận lợi để Xiêm bảo toàn độc lập dân tộc. Tuy nhiên, trên thực tế Xiêm độc lập về chủ quyền nhưng phụ thuộc về kinh tế và chính trị đối với phương Tây. Kính thưa quý vị, trên đây là một số lý do chủ quan của kênh Việt Nam TV đưa ra nhằm giải thích lý do vì sao Nhật Bản và Thái Lan giữ được chủ quyền trước phương Tây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.